Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm qua thì mình có cứu tài khoản của bạn Hiền Trần, một tài khoản điển hình cho việc lệch và không có bất kỳ một nhân vật năm sao hòa hợp nào. Với một tựa game còn có tên gọi khác là Hòa hợp Stardew thì đây là một điểm trừ khá lớn, cộng thêm một dàn DPS siêu lò. Ví dụ như là Genty 62-125, ví dụ như là Kapka 3k tấn công không chấn kèm thêm 142 speed. Có rất nhiều vấn đề với tài khoản này khi chỉ có Adventurine là bảo kê cứng, còn lại là Bailo và Lyric đều là những sự lựa chọn tình huống và mình cần phải thay đổi liên tục tùy tầng. Trước tiên chúng ta cùng đến với tầng 11 với Sunblock tầng trên và Hero tầng dưới. Mình quyết định lựa chọn combo thợ săn Steldaron, Kapka và Blade. Khi mà Kapka kể cả không có chấn đi nữa, chỉ số có cùi đi nữa thì vẫn luôn là một sự lựa chọn tốt khi mà đối đầu với cả khủng long lửa. Với khả năng dễ dàng kích hoạt 6 stack của khủng long giúp tự gây một lượng lớn sát thương kèm thêm việc có trùng điểm yếu với bàn tay của Sunblock, Kapka sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn với hệ trung điểm yếu của tất cả các cờ địch, giúp dễ dàng break và phá mix hư ảnh khi cần với khả năng bảo sức bền rất tốt. Trong đó thì Blade là một dạng DPS có lượng chiến kỹ tiêu hao ít, kèm thêm khả năng xe vi tanh rất tốt khi đi kèm với Kalidic, rất phù hợp với dạng tài khoản thiếu tốn khả năng bảo kê như thế này. Về slot còn lại thì mình quyết định lựa chọn Bologna để bù lại chiến kỹ cũng như là đẩy Blade lên khi cần thiết để kích hoạt combo 4/5 cơ bản khi chơi kèm Bologna với cả Blade. Sau khi hoàn thành xong nửa trên với 7 cycle thì mình đi nửa dưới với một combo dồn sát thương đồng tiêu rất mạnh với 6 bạc, ratio và tinh zone. Đây hiện tại đang là combo cực kỳ ổn dành Doctor, đặc biệt là ở mùa này với khả năng hồi 20% năng lượng toàn đội. Sau khi thực hiện đủ 6 đòn tấn công, tinh zone sẽ là mảnh ghép hoàn hảo giúp cho ratio có thể liên tục có tuyệt kỹ và duy trì lượng sát thương ổn định. Vậy nên dù chỉ còn 3 cycle ít ỏi mà thôi, nhưng mình vẫn có thể hoàn thành xong tầng 11 ở vòng 20 và kiếm thêm 60 con ánh sao dành cho bạn Hiền Trần. Với tài khoản này thì tầng 12 sẽ khác một chút. Khi mà ở nửa dưới chúng ta gần như chỉ có thể sử dụng Lydic hoặc là Adventurine. Khi mà chị Kim đi kèm Kapka là một combo bot cực khó chịu với những đòn khống chế kèm thêm sát thương sốc liên tục. Nếu sử dụng Bailu sẽ rất khó trong việc giải ứng, vậy nên mình quyết định sử dụng lại combo Adventurine, Tinh Zone, số bạc và Ratio nửa dưới để xử lý Kapka cũng như là chị Kim nhanh nhất có thể. Về nửa trên thì để tối ưu thời gian, mình quyết định sử dụng đan hang để có thể clear 4 con quái cùng lúc. Về bảo kê thì chỉ cần Bailu là đủ khi mà nhân vật này có khả năng hồi máu cho cả đội rất tốt, đặc biệt là trước những dạng quái có nhiều sát thương như ở tầng 12 mùa này. Tuy nhiên để cẩn thận thì mình vẫn xếp đan hang ra rìa và cho Bailu đứng cạnh là đủ để hưởng sái lượng mana mỗi khi bị quái đánh lan. Vì sự thật thì do đan hang không quá mạnh cũng như là nhạc trưởng có khả năng ngủ AoE rất khó chịu đạn sau, do đó mình quyết định dồn vào nhạc trưởng trước cũng như là tranh thủ tận dụng lượng điều tì được tạo ra từ chó săn bóng bóng. Cuối cùng thì dù đã cố gắng tối ưu hết mức khi luôn đánh nhiều mục tiêu cùng lúc, mình vẫn bị chậm một cycle vòng 23 khi mà đan hang không quá mạnh cũng như là chỉ có crit tầm 72% mà thôi. Đây không phải là lượng tỷ lệ bảo kích tối ưu để đem lại lượng sát thương ổn định. Với 23 vòng ở tầng dưới, mình quyết định đi với chiến thuật cũ như mọi khi, đó là dồn trực tiếp vào chị Kim trước khi chuyển qua các mục tiêu khác. Lắp này có vấn đề, đó là đôi khi Adventurine với 50% kháng toàn đội sẽ không thể nào bảo kê quá tốt được trước lượng khống chế Kapka cũng như là chị Kim mang lại. Do vậy các bạn có thể sẽ phải đi lại một hai lần nếu mà mọi chuyện không thực sự suôn sẻ. Và đúng là mình đã phải đi lại một lần do miss một lần crit, nhưng không sao. Ở lần thử số 2 khi mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, mình đã vượt qua khá là dễ dàng với lượng sát thương dồn đơn mục tiêu cực lớn của combo ratio và số bạc. Vượt qua tầng 12 với 60 con bánh sao, tuy nhiên niềm vui đã chia đôi sau tin nhắn của bạn Hiền Trần khi báo rằng là sảnh cũ vẫn còn. Lương tâm cắn rứt khiến mình quyết định ngậm đắng nuốt cay và quay trở lại sảnh cũ. Đây là một sảnh mình đã đi khá nhiều và cứu rất nhiều tài khoản khác nhau, vậy nên cũng có thể nói là một bác sĩ có kinh nghiệm. Quyết định sử dụng Adventurine tầng dưới để bảo kê khi mà Lyric và Bailu đều không đủ khả năng. Mình tận dụng lượng sát thương lớn của Ratio để đi nửa trên một cách nhanh nhất khi mà nếu có đủ đam thì khủng long hay là Cocula đều không phải là vấn đề quá lớn với cả Lyric. Ở nửa dưới với việc là Adventurine có khả năng bắp 100% mana nên mình quyết định bỏ Kapka để chơi Argenti. Argenti á? Ở nhờ, vượt bố còn Kapka. Giặc rưởi. Khi mà nhân vật này có thể liên tục tận dụng điều này để đem lại một nguồn sát thương ổn định dù rằng là đồ đạc rất chán đời. Với những đòn tiếp theo sau liên tục đến từ Clara, Topaz và Adventurine, anh em có thể dễ dàng lấy được 6 stack sớm, giúp tăng lượng sát thương phải chịu của bot và gây 15% đam vào HP Dora ở mỗi vòng. Với một lần thử duy nhất, mình đã vượt qua Adventurine rất nhanh gọn. Vâng, và vừa rồi là những tip and trick khi đi sảnh mùa này và mùa cũ. Mình quyết định làm series này để anh em có thể học hỏi kinh nghiệm thực chiến nhanh hơn và tối ưu hóa cho tài khoản của mình dựa trên một trường hợp thực tế. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ cho series này để mình có động lực làm tiếp. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.